Ban biên tập xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến bản tin của kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất và chính xác nhất đến từ kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất có trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong bản tin Biển Đông nóng nhất ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những tin chính sau đây. Nhật Bản sắp triển khai chiến đấu cơ tàng hình F-35B đối phó với Trung Quốc. Bị Mỹ và châu Âu dồn dập tung đòn trừng phạt, Trung Quốc vỡ mộng. WHO bị chỉ trích dữ dỗi khi bênh vực Trung Quốc về nguồn gốc đại dịch. Sau đây, mời quý vị cùng đi vào nội dung chi tiết. Nhật Bản sắp triển khai chiến đấu cơ tàng hình F-35B đối phó với Trung Quốc. Nhật Bản đã lên kế hoạch lần đầu tiên triển khai chiến đấu cơ F-35B tại căn cứ ở miền nam nước này nhằm bảo vệ các đảo xa bờ trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng hiện diện quân sự. Báo Yomiuri Shimbun vào ngày 4 tháng 4 dẫn nguồn tin tiết lộ từ chính phủ Nhật Bản muốn triển khai chiến đấu cơ tàng hình đến căn Nizutabaru tại thành phố Shintomi, tỉnh Miyazaki, miền nam nước này. Đây sẽ là lần đầu tiên chiến đấu cơ F-35B được triển khai tại một căn cứ quân sự của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản. Tokyo sẽ thỏa thuận với chính quyền địa phương và việc hoạt động ước tính bắt đầu từ năm 2024. Chính phủ Nhật Bản dự tính triển khai 18 chiến đấu cơ F-35B đến căn cứ Yutabaru và có mục tiêu sở hữu 42 máy bay này trong kế hoạch trung hạn. Một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tiết lộ rằng trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục xây dựng sức mạnh quân sự, Nhật Bản coi việc triển khai F-35B là biện pháp cương quyết cho việc phòng thủ các hòn đảo xa. Ngoài ra, Nhật Bản cũng lên kế hoạch gia tăng năng lực răn đe chống Trung Quốc bằng cách nâng cấp tàu khu trục chở trực thăng Kaga thành tàu sân bay. Theo đó, nước này sẽ nghiên cứu tăng khả năng chống nhiệt cho sàn tàu Kaga để có thể triển khai khoảng 10 chiến đấu cơ F-35B trên tàu chiến này. Chiến đấu cơ F-35B có khả năng cất cánh trên đường bay ngắn hạn và hạ cánh thẳng đứng, có thể hoạt động tại các đường băng dân sự ở những hòn đảo xa bờ hoặc trên tàu Kaga. Bị Mỹ và châu Âu dồn dập tung đòn trừng phạt, Trung Quốc vỡ mộng. Việc cả Mỹ và châu Âu đồng loạt trừng phạt Trung Quốc vào thời điểm này cho thấy sự nồng ấm trong quan hệ hợp tác xuyên Đại Tây Dương ở giai đoạn đầu của chính quyền Tổng thống Biden. Trung Quốc từng coi châu Âu như một đối tác thân thiện khi các nhà lãnh đạo của khu vực này né tránh việc tham gia vào cuộc chiến do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động đối với Trung Quốc trên lĩnh vực thương mại và công nghệ. Nhưng vào đầu tuần này, hình ảnh đó đã tan vỡ khi EU cùng với Mỹ, Anh và Canada áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc liên quan đến các vấn đề Tân Cương. Bước lùi về mặt ngoại giao của Bắc Kinh. Đây là các lệnh trừng phạt đầu tiên của EU nhằm vào Trung Quốc kể từ sau lệnh cấm vận vũ khí năm 1989. Phát biểu tại cuộc họp hôm 23 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh gọi các biện pháp trừng phạt mới là sự vu khống và xúc phạm danh tiếng, phẩm giá của người dân Trung Quốc. Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách tuyên bố sẽ trừng phạt 4 nhà lập pháp châu Âu và một nhà nghiên cứu người Đức. Việc cả Mỹ và châu Âu đồng loạt trừng phạt Trung Quốc vào thời điểm này cho thấy sự nồng ấm trong quan hệ hợp tác xuyên Đại Tây Dương ở giai đoạn đầu của chính quyền Biden, người luôn muốn thành lập một liên minh để đối đầu với Trung Quốc. Mỹ và EU dường như đang xích lại gần nhau hơn sau 4 năm rạn nứt quan hệ với những mâu thuẫn và bất đồng dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. EU cho biết sẽ áp dụng lệnh trừng phạt cấm đi lại và đóng băng tài sản của 4 quan chức Trung Quốc là người giữ các chức vụ lãnh đạo tại vùng Tân Cương và một công ty xây dựng tại Tân Cương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không công bố chi tiết các biện pháp trừng phạt đối với các nhà quan chức châu Âu. Các biện pháp trừng phạt mà Trung Quốc thường áp dụng đối với các quan chức nước ngoài là cấm đi lại tới Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macau và cấm các công ty liên quan đến những nhân vật này làm ăn tại Trung Quốc. Động thái của châu Âu diễn ra sau khi có nhiều lời chỉ trích về các hành động thương mại và cách xử lý mạnh tay của Trung Quốc trong vấn đề Tân Cương, Hồng Kông. Giới phân tích cho rằng, tác động của các biện pháp trừng phạt không đáng kể, nhưng thái độ cứng rắn của phương Tây là một bước lùi về mặt ngoại giao đối với Bắc Kinh. Nhìn rộng hơn, điều này phản ánh sự suy giảm trong quan hệ của Trung Quốc với phương Tây và các nước láng giềng châu Á, trong đó có cả Ấn Độ, khi chính phủ Trung Quốc theo đuổi các chính sách về chiến lược và thương mại ngày càng quyết đoán hơn. Trung Quốc vỡ mộng trong quan hệ với EU. Các thỏa thuận thương mại của Trung Quốc với châu Âu từng được coi là điểm sáng trong bối cảnh Bắc Kinh phải xoay vần giữa cơn bão ngoại giao liên quan đến các vấn đề Hồng Kông, Biển Đông, đối mặt với các cáo buộc thực thi hành vi gián điệp và đánh cắp công nghệ. Quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ cũng leo thang căng thẳng sau cuộc đụng độ tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước trên dãy Himalaya. Trung Quốc đã cấm hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Australia sau khi chính phủ nước này kêu gọi điều tra về nguồn gốc đại dịch COVID-19.
Về phần mình, các nhà lãnh đạo EU, trong đó có Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp, bác bỏ lời kêu gọi của cựu Tổng thống Trump tham gia vào cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc vào năm 2017. Vào tháng 12 năm 2020, Trung Quốc và châu Âu đã ký kết thỏa thuận đầu tư toàn diện EU-Trung Quốc, bất chấp sự phản đối của Mỹ và những lời chỉ trích liên quan đến việc Trung Quốc thắt chặt kiểm soát đối với đặc khu hành chính Hồng Kông. Nhiều ý kiến cho rằng, thỏa thuận này giống như một cú vỗ mặt đối với Mỹ và là dấu hiệu cho thấy các vấn đề chính trị bị gạt ra ngoài hoạt động thương mại. Đã có những lời phàn nàn về việc châu Âu đang dần cắt đứt quan hệ đồng minh với Mỹ khi trao cho Trung Quốc một chiến thắng về mặt ngoại giao. Nhiều nhân vật cứng rắn với Bắc Kinh đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu từ bỏ thỏa thuận này. Châu Âu được coi là đã hoan nghênh các hoạt động đầu tư của Trung Quốc sau khi Mỹ từ chối tham gia nhiều thỏa thuận được đề xuất với lý do lo ngại về mặt an ninh. Trung Quốc đã chi hàng tỷ USD để mua lại nhà sản xuất robot KUKA của Đức, tập đoàn nông nghiệp khổng lồ Syngenta của Thụy Sĩ và nhiều tài sản quan trọng khác trong lĩnh vực công nghiệp. Tuy vậy, giai đoạn nồng ấm trong quan hệ giữa châu Âu với Trung Quốc đã thay đổi sau khi xuất hiện những lời cảnh báo về việc châu Âu đang đánh mất các công nghệ quan trọng. Trong khi đó, Trung Quốc lại hạn chế cho phép nước ngoài tiếp cận các tài sản của nước này. Anh và Đức cùng nhiều lãnh đạo khác của EU đã đưa ra lời cảnh tỉnh trước các hoạt động thâu tóm của các công ty Trung Quốc. Các nỗ lực của EU nhằm xây dựng một chính sách chung đối với Trung Quốc rất phức tạp do những mâu thuẫn và xung đột lợi ích giữa các nước thành viên trong khối. Đức và Pháp đã bày tỏ sự không hài lòng khi cho rằng Bắc Kinh có thể đang cố chia rẽ khối với việc xích lại gần hơn các nước thành viên nghèo hơn ở Đông và Trung Âu. Tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Trung Quốc và các nước Trung và Đông Âu vào tháng 2 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết tăng cường hợp tác về thương mại và vaccine ngừa COVID-19 với các quốc gia này. Ngoài việc cảnh giác các hoạt động đầu tư của Trung Quốc, chính phủ các nước châu Âu cũng tăng cường tham gia vào nỗ lực thách thức các yêu sách hàng hải phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông qua việc điều tàu chiến đến khu vực để thực hiện hoạt động tự do hàng hải. WHO bị chỉ trích dữ dội khi bênh vực Trung Quốc về nguồn gốc đại dịch. Đầu mùa đông này, gần 30 nhà khoa học trực thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO và chính phủ Trung Quốc đã tập trung tại Vũ Hán để thực hiện một nghiên cứu tìm ra nguồn gốc virus gây đại dịch COVID-19. 6 tuần sau khi kết thúc cuộc nghiên cứu, trong tuần qua, nhóm này đã đưa ra một bài phân tích dài 123 trang với phần bổ sung dài gần 200 trang, trong đó phân tích 4 tình huống xảy ra và đề xuất các bước tiếp theo, nghiên cứu sâu hơn nữa để tìm ra nguồn gốc dịch bệnh. Trong đó có một tuyên bố được nhấn mạnh trong kết quả nghiên cứu rằng sự cố rò rỉ từ phòng thí nghiệm khó có thể được giải thích. Việc virus lây sang người đồng nghĩa với việc khó có khả năng phòng thí nghiệm Vũ Hán là nguồn gốc xuất phát của virus. Những phát biểu tương tự từng được tuyên bố bởi ông Peter Benn, một thành viên của nhóm nghiên cứu WHO trong cuộc họp báo vào một ngày trước khi nhóm này rời Trung Quốc vào hồi giữa tháng 2. Tổng giám đốc WHO cũng thừa nhận, chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguồn gốc xuất hiện virus. Chúng tôi phải tiếp tục theo dõi bằng các phương pháp khoa học. Việc tìm kiếm nguồn gốc virus cần nhiều thời gian. Chúng tôi có trách nhiệm tìm ra điều đó để nhân loại cùng nhau chống lại đại dịch, tránh sự bùng phát dịch bệnh trong tương lai. Ngay sau đó, báo cáo của WHO đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ hàng chục quốc gia trên thế giới, bao gồm Mỹ, Anh và Nhật Bản. Sean McKenzie, một nhà virus học người Úc, người dẫn đầu một phái đoàn do WHO triệu tập tại Trung Quốc năm 2003 để nghiên cứu nguồn gốc dịch bệnh SARS, nhận định rằng có yếu tố chính trị trong kết luận của WHO. Mark Benzer, người từng công tác trong Ủy ban Khẩn cấp COVID-19 của WHO cũng cho hay, ông thấy lạ khi Tổng Giám đốc WHO cố gắng hạ thấp giả thuyết virus xuất hiện từ một phòng thí nghiệm của Vũ Hán. Không có gì bất ngờ khi các quốc gia phản ứng mạnh mẽ như vậy với kết luận của WHO. Từ nhiều tháng trước khi cuộc điều tra diễn ra, Trung Quốc đã có những động thái ăn miếng trả miếng với Úc khi nước này kêu gọi một nỗ lực quốc tế điều tra nguồn gốc đại dịch ở Vũ Hán. Các chuyên gia từ WHO đến Trung Quốc nghiên cứu nguồn gốc đại dịch thay vì tiến hành phân tích độc lập lại được tiếp xúc với các báo cáo từ những nhà nghiên cứu địa phương. Nhóm này cũng không có quyền truy cập vào phòng thí nghiệm Vũ Hán và những tài liệu liên quan. Mặc dù phòng thí nghiệm này đã trở thành trung tâm của cuộc tranh cãi toàn cầu về nguồn gốc đại dịch, thay vào đó, nhóm được cung cấp các thông số do chính phủ Trung Quốc và WHO công bố từ nửa năm trước khi cuộc điều tra bắt đầu. Bản thân báo cáo của WHO cũng được cho là đã trì hoãn trong nhiều tuần trước khi chính thức công bố vào tuần qua. Trả lời với tờ CNN ngày 29 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay Mỹ có những quan ngại thực sự về phương pháp và quy trình thực hiện báo cáo và rằng chính phủ Trung Quốc rõ ràng đã hỗ trợ việc viết nên báo cáo này. Đó là lý do vì sao, ít ngày sau khi báo cáo được công bố, một nhóm 14 quốc gia bao gồm Mỹ, Úc, Canada, Cộng hòa Séc, Đan Mạch,
Israel, Nhật Bản, Na Uy, Hàn Quốc, Vương quốc Anh đã đưa ra tuyên bố chung cáo buộc báo cáo của WHO về nguồn gốc đại dịch đã bị trì hoãn trong thời gian dài và thiếu quyền tiếp cận dữ liệu nguyên bản. Theo đợt bùng phát nghiêm trọng của một mầm bệnh không xác định và có khả năng làm bùng phát dịch, việc đánh giá nguồn gốc mầm bệnh nhanh chóng, độc lập, có cơ sở khoa học và không bị che giấu là vô cùng quan trọng để có cơ sở chuẩn bị tốt hơn cho các người dân, các tổ chức y tế cộng đồng, các ngành công nghiệp cũng như các chính phủ nhằm ứng phó với dịch bệnh hiện tại và ngăn chặn nguy cơ đại dịch trong tương lai, tuyên bố chung nhấn mạnh. Tuyên bố cũng đề xuất rằng trong tương lai, WHO cần có một cam kết mới với mọi quốc gia thành viên trong việc cung cấp thông tin và quyền tiếp cận thông tin một cách minh bạch kịp thời. Đáp lại sự ngờ vực, Trung Quốc tuyên bố những chỉ trích này là không có trách nhiệm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết họ muốn tung tin đồn và thúc đẩy chương trình nghị sự chính trị mờ ám của họ.